Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucy Channel. Và đây là tập 2. Còn ở tập 1 thì các bạn biết rồi đó, Lucy đang chơi trò chơi mỗi một giây sẽ già thêm một tuổi. Đó, nãy giờ mấy bạn thấy không, Lucy mới nói có vài câu thôi mà đã già rồi nè. Bắt đầu tóc bạc phơ, chống gậy, rồi đi xe lăn, hơi đủ thứ hết. Chưa kể là trong thời gian đó mình phải tham gia các trò chơi bên trong cái game này, chứ nãy giờ là chưa có chơi trò nào luôn á. Đây, bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Hồi sinh, xem như là mới vừa đẻ. 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi. Rồi, chạy. Thôi chạy, phải tranh thủ chạy, chạy, chạy. Bây giờ Lucy đã có kinh nghiệm rồi, mình phải vừa hồi sinh là tranh thủ chạy tới để chơi trò chơi cho kịp. Nếu mình từ 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 là mình sẽ già nhanh lên, mà già càng già thì mình đâu có chơi được đâu. Các bạn nghĩ sao mà 100 tuổi mà nhảy bắt cua. Lúc này á, trò chơi nó tự làm cho mình á đúng với thực tế luôn. Là 100 tuổi thì già rồi, đi chậm chậm nè, nhảy cũng không có cao nữa. Thời gian mà chơi giỏi nhất đó chính là từ lúc nhỏ nhỏ cho đến lúc 30 mấy 40 tuổi là nhanh nhẹn. Thôi, bây giờ mình sẽ nhảy lên những cái này. Ui da, những trái banh nè. Sau khi qua được mấy cái đung đưa rồi thì bây giờ đó là những cái banh này trơn lắm. Mà trò này ác lắm nha mấy bạn. Đó, chơi tới đây đúng không? Càng về sau nó càng khó. Nhưng mà khổ cái là càng về sau mình càng già. Già làm sao chơi khó nổi. Bởi vậy khó người có thể chiến thắng được hết trong tất cả các trò này được. Rồi, Lucy chơi được tới đâu thì cố gắng tới đó nha. Mấy bạn, truyền động lực cho Lucy đi nè. Bây giờ già rồi, 70 tuổi rồi mà còn phải nhảy bắt cua nữa. Vậy mà chưa có ai đăng ký thành viên, nhấn nút like video gì hết trơn á. Buồn luôn, buồn luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Lên trên cao này rồi mà còn cho ba cây cầu nữa hả? Ui, hên quá à. Lucy đi trúng luôn nè. Màu xanh hay màu đỏ ta? Thôi màu đỏ đi. Wow, hôm nay mình rất là nhân phẩm nha. Nhân phẩm cao, nhân phẩm cao. Ba cây cầu mà chọn đúng hết luôn rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy? À, cái cây cầu gì nhỏ xíu vậy? Bà cụ Lucy vừa đi cây cầu dừa mà vừa chống gậy đây. 100 tuổi vẫn đi cây cầu dừa đây. Nhìn nè mấy bạn ơi. Trời ơi, đi được có 1 chân à. Trời ơi, đi qua cây cầu này xong chắc từ 100 tuổi lên 130 tuổi quá mấy bạn ơi. Tại vì đi nhanh đâu có được đâu. Cái chậm nè. Ui trời ơi, ui trời. Rồi xong luôn. Đi xe lăn mà leo cây cầu dừa. Ôi no. Giờ sao đi? Ôi, chắc lọt quá mấy bạn ơi. Thôi tiêu rồi, mới tới con đoạn đây mà 120 mấy tuổi rồi. Rồi 130 luôn. Mới đi được có nửa đoạn đường à. Rồi rồi rồi. Nếu mà đi giỏi á, qua hết được cây cầu này phải là 160 tuổi. Rồi 160 tuổi thôi về nhà nghỉ ngơi luôn chứ chơi gì nữa mấy bạn. Coi kìa, coi kìa, trời ơi, trời ơi. Một bà cụ lăn xe lăn. Ui nơ, ui nơ. Trời ơi, khúc quẹo này nó mới khó nữa nè. Dạ, dạ, dạ. Ôi, chúng tôi đang cố gắng hết sức, nên các bạn hãy tiếp thêm động lực cho chúng tôi. Ui, cây cúp kìa. Ui, yeah. Mình được một cây cúp nữa, mình đã chiến thắng lần 2. Dạ, mình được. Ui, không. Cái trò này khó quá nên nó tặng mình một lần 3 cây cúp luôn. Vậy là từ tập 1 tới bây giờ là Lucy được 4 cây cúp rồi đó. Tôi đã 170 mấy tuổi rồi, có ai thương xót cho tôi không? Trời ơi, răng rụng hết luôn rồi nên cái lưỡi nó mới rơi ra luôn kìa. Nó lè lưỡi luôn kìa, ngậm miệng không được luôn á. Hello, chào chị Lucy, em là Trung nè. Hello, chào bé Trung 4 tuổi. Trời ơi, sao chị già quá vậy? Chứ sao, một giây là già lên một tuổi mà. Bây giờ mình làm gì nữa chị? Bây giờ có rất là nhiều trò chơi phía bên trong á, em tranh thủ chạy vô chơi đi. Còn chị hồi sinh đây. Rồi rồi rồi, mới vừa hồi sinh là 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi luôn rồi. Bây giờ mình phải đi tìm trò chơi đây. Coi trò gì đây nha. Chị Lucy ơi, đi với em không? Đi qua bên đây coi mấy trò khác nữa nè. Ok. Bây giờ trời ơi, thời gian nó đi nhanh quá mấy bạn ơi. Mình đã già rồi. Chị, qua đây coi nè. Bên đây có rất là nhiều rương kho báu luôn nè. Trời ơi, ra đời em cao tuổi hơn chị luôn hả? Dạ, em qua cái tuổi này là em hết ngồi xe lăn rồi chị. Nhưng mà lúc này cái mặt em nó khác lắm. Ờ đúng rồi ha.
kỳ quá à. Bắt đầu nó đội cái mũ đen đen giống như thằng chết vậy. Nè, có rất là nhiều cái rương luôn. Chị chị, mình chơi lại mê cung không? Ở tập 1 mình chơi thua đó. Trời ơi, mà giờ chị đang già quá sao đi? Đó, chị đã qua được cái tuổi ngồi xe lăn rồi, là bây giờ mình đi được rồi đó. Ờ ha, 250 tuổi rồi, bắt đầu hết ngồi xe lăn rồi. Thôi, một ông cụ Raider 310 tuổi, một bà cụ Lucy 260 mấy tuổi, bắt đầu vào mê cung đây. Mấy bạn ơi, ây da trời ơi, đụng cái tường rồi, đau quá, quay lại. Thôi. Chị nghe nói chị đi mê cung giỏi lắm, chị dẫn em đi đi. Ok, Raider đi theo chị. Ủa, cái mặt em giờ đổi ra màu đỏ nữa rồi hả? Dạ, giờ em 330 mấy tuổi rồi chị. Bây giờ cái mặt của chị á, đang trùm cái khăn như thần chết rồi. Rồi, đi theo chị. Quy tắc đi mê cung, chị phải đi phía bên phải. Rồi bên phải không còn nữa thì mình quẹo ngược lại, rồi lại tiếp tục đi bên phải. Wow, một cái bức tranh bự khổng lồ kìa. Mấy bạn ơi, đây là Lucy đây. Trời ơi, sao xung quanh mình giờ nó quấn cái gì mà đang đen đỏ đỏ vậy? Ôi, 310 tuổi bây giờ phải đeo mặt nạ rồi. Thôi, đi theo chị nè. Dạ, chị dẫn em đi đi chứ em bí rồi. Ý, bí rồi, quay lại. Trời ơi, mấy bạn ơi, mình đi nhanh không được luôn á. Bởi vì già rồi, cứ đi từ từ. Đi theo chị nè. Bích rồi, quẹo ngược lại đây. Ây da, cũng bích luôn rồi. Rồi, hết đường thì mình quẹo qua bên đây. Rồi, quy tắc bằng tay phải. Ui, em thấy nó đi vòng vòng rồi chị ơi. Chắc lần này mình ra không được quá. Không sao, cứ đi theo chị. Từ đó giờ chị chưa thua cái mê cung nào hết đó, em yên tâm đi. Chị, rồi một hồi nữa mình lên 400 tuổi thì mình đi nổi không chị? Chị thấy bây giờ đâu phải là người nữa. Bây giờ là cái gì đâu không á. Đâu còn theo kiểu người già của con người mình nữa đâu, em thấy không? Mình đã đi đứng bình thường. Chỉ có điều cái mặt nó hơi kỳ thôi à. Yeah, chị tìm được lối ra rồi nè. Mình lãnh được một cái cúp rồi. Yeah. Đây mấy bạn nhìn kỹ Lucy nè. Lucy được 5 cúp rồi đó. Mà cái gương mặt giờ nó cũng kỳ lắm. Chị có cần hồi sinh lại không chị? Đâu, chị đang muốn thử thôi. Bây giờ mình đã vượt qua kiểu của con người rồi. Không còn già cả, gầy gò yếu đuối nữa. Thì bây giờ mình sẽ như thế nào? Trời ơi, đúng là người của địa ngục rồi. Bây giờ 400 tuổi đã biến thành con dơi luôn rồi. Hello, em chào chị. Chào em. Wow, Pfizer, em vẫn còn xinh đẹp quá. Mới có 41 tuổi à. Còn chị giờ 400 tuổi rồi. Ui, bây giờ Lucy đã là kiểu của thần chết á, địa ngục á. Bây giờ là mang một đôi cánh con dơi rồi nè. Nhưng mà lúc này á, mình đã rất là khỏe luôn nha. Không còn kiểu già già yếu yếu như là lúc 100 tuổi nữa. Ai, ngồi đây nghỉ mệt coi. Raider, còn trò nào nữa không? Còn chị, cái Deadly Oppy á, trò cực khó luôn á. À, vậy chị tụi mình chạy qua bển đi. Dạ. Ôi trời, mấy bạn ơi, chạy tới nơi là mình đã 507 mấy tuổi rồi. Kệ không sao đâu chị, giờ mình khỏe rồi mà. Wow, mấy bạn ơi, bây giờ Lucy đã thành mặt con trâu luôn rồi. Ây da, cái áo của mình cũng biến thành bộ xương luôn rồi. Ây da. Ok, lúc này đâu phải con người nhảy bắt cua nữa đâu mà sợ. Trời ơi chị, hai chị em mình mặc giống nhau quá ha. Chỉ phân biệt được cái bộ đồ thôi đó. Rồi, bây giờ không còn là con người nữa. Mặc dù hơn 600 tuổi nhưng mà rất là khỏe mạnh đây. Leo, nhảy. Bây giờ phụ thuộc vô kỹ thuật bắt cua thôi nha, chứ không còn sợ tuổi già yếu đuối nữa rồi. Rồi à, ở tập 1 Lucy cứ nghĩ là đến 100 tuổi đến 200 tuổi là yếu đuối lắm. Tại vì vừa chống gậy nè, mà còn vừa ngồi xe lăn nữa, sao nhảy bắt cua. Nhưng mà khi vượt qua đó rồi á, mình 300 tuổi thì lúc này là mạnh kinh khủng luôn. Trời ơi, rớt rồi. Cái này là do kỹ thuật bắt cua của mình thôi, chứ không phải còn là sức khỏe nữa rồi. Ui, Raider, sao người em bắn ra điện đã vậy? Chị thấy skin em đẹp chưa? Ai thôi, video đã dài rồi, tụi xì dừng ở đây nha. Hồi sinh. Ôi, mình đã bé xíu trở lại rồi. Để hình dáng này cho mấy bạn thấy quen quen, cho thấy đẹp nha. Rồi, nãy giờ là
Lucy đã chơi game mỗi giây già thêm 1 tuổi. Rất là hay nhưng mà cũng rất là khó luôn đó. Nó có đến 53 triệu người chơi lận mà. Còn các bạn thấy sao? Viết bình luận cho Lucy biết với nha. Bye bye.